Dạ, một trước đây thì có một cái quan điểm sai lầm là sáng mình ngủ dậy mình có thói quen mình chải răng. Nhưng mà nếu mà trước khi ngủ á, mà mình chải răng rồi thì sáng mình không cần phải chải răng. Ồ, được luôn hả Dạ. bác? Chào mừng quý vị quay lại với kênh YouTube của Nha khoa Anna. Ngày hôm nay Dung quay lại đây với một chuyên gia rất là đặc biệt, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Diễm. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay Dung và bác sĩ Diễm sẽ chia sẻ với mọi người cách làm sao để chúng ta bảo vệ một hàm răng thật tốt, làm sao để chúng ta có một hàm răng luôn chắc khỏe. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ cái vấn đề là bao lâu thì cạo vôi răng một lần và tại sao lại phải cạo vôi răng. Vâng, xin chào bác Diễm. Thì hôm nay á, là chúng ta cùng chia sẻ cái vấn đề về cạo vôi răng á. Bác có thể cho khán giả được biết là cạo vôi răng là gì không ạ? Vôi răng á là cái dạng mảng bám hình thành từ thức ăn, nước uống với lại tuyến nước bọt của mình, và qua thời gian thì nó lắng đọng, nó tạo thành vôi răng. Có nghĩa là mình một thời gian mình ăn mình uống rồi nó lắng đọng lại thì nó tạo thành. Ủa, mấy cái đó mình đánh răng nó không đi hết hàng ngày hả bác? Những cái mảng bám mà dạng mềm thì khi mình vệ sinh răng miệng mỗi ngày thì nó vẫn sạch. Nhưng mà đối với trường hợp vôi vôi thì có hai dạng: vôi dưới núi với lại vôi trên núi. Vôi dưới núi thì mình không thể nào mình chải sạch được, thì cái mảng bám vôi đó nó sẽ dạng nó sẽ tăng cái khối lượng dần, nó nhiều lên. Có nghĩa là vôi dưới núi là những cái mảng bám đó nó nằm ở dưới núi răng đúng không bác? Mình không thấy được bằng mắt ạ. Thành ra là mình phải nhờ tới bác sĩ nha khoa để bác sĩ lấy ra. Thì khi mà cái vôi răng như vậy thì cho Dung hỏi là đối với những người mà đã làm răng sứ rồi á thì có bị vôi răng đóng lại không bác? Răng sứ thì bề mặt nó trơn láng, nó ít đóng vôi hơn thôi, chứ nó vẫn vẫn đóng vôi. Ồ, nhìn Và lúc đặc nào cũng biệt trắng trắng sạch sạch như vậy mà vẫn có vôi răng hả bác? như nãy Diễm có chia sẻ là có dạng vôi dưới núa thì mình không thấy bằng mắt thường được. Nhưng mà không phải là ai làm răng sứ thì đều giữ răng trắng sạch như là chị đây. Thành ra là khi họ uống cà phê hoặc uống trà thì vẫn có là những cái dạng như là vết dính đó. Thành ra khi mình lấy vôi là lấy luôn cái vết dính. Vậy thì khi mà mình lấy vôi răng như vậy thì có bị đau ê buốt gì không bác? Tại vì một số người mà khi mà người ta nghĩ tới đi khám răng hay đi cạo vôi răng gì đó, người ta cũng sợ cái cảm giác này á. Cái này thì Diễm cũng nghe nhiều bệnh nhân chia sẻ đó. Họ sợ, thậm chí là họ lấy vôi xong rồi họ sợ họ không lấy vôi nữa. Thì cái mà lấy vôi mà nó ê buốt á thì nó phụ thuộc vào cái gọi là cái tay nghề của người lấy. Rồi bệnh nhân phải tinh ý một chút, ví dụ như là khi mình ê đó mình phải báo cho cái người điều trị đó, họ chỉnh cái cường độ lại để mà mình đạt được cái hiệu quả, thì mình lấy cái miếng vôi nhưng mà nó không có bị ê. Có nghĩa là trong khi mà mình cạo vôi răng đó thì mình có thể tương tác với bác sĩ, tương tác với nha sĩ làm sao để cho mình cảm thấy thoải mái nhất. Nhưng mà bây giờ cái công nghệ nó tân tiến rồi thì em nghĩ chắc là lấy vôi răng thì nó cũng không có cảm giác sợ giống như là những cái thời kỳ trước của chúng ta, giống như lứa tuổi của chị hay của em đi. Thì mình rất là sợ nha khoa, rất là sợ bác sĩ đúng không? Thì bây giờ cái công nghệ nó như thế nào bác? Bây giờ thì hầu như các cái phòng khám nha, bệnh viện thì người ta lấy vôi bằng máy siêu âm. Thì nó là cộng hưởng tần số, thì vôi nó làm sạch vôi. Chứ còn ngày xưa mà cái thời mà Diễm còn là sinh viên đó thì là có lấy vôi bằng tay đó, dụng cụ bằng tay, thì nó vừa cháy máu và vừa Trời ơi, em hiểu rồi đó, vậy là cảm giác nó vô mốt lắm đúng không? Đó thì là qua đây thì bác có thể chia sẻ thêm là cái quy trình cạo vôi răng nó như thế nào bác? Trước tiên là sẽ bác sĩ sẽ khám khám tổng quát để phát hiện là mình có vôi hay không. Trường hợp mà như
Dũng có chia sẻ đó là mình thấy không có vôi, nhưng mà bác sĩ khám ra vẫn có vôi. Khi là nó đóng ở những cái kẽ hoặc là những cái ngóc ngách thì mình không thấy được. Mà thường là mình nên lấy định kỳ 4 đến 6 tháng. Trường hợp mà mình giữ răng miệng quá sạch thì có thể 8 tháng cũng được. Nhưng mà tức là khi mình đi khám răng định kỳ đó thì không phải là vấn đề vôi không, mình có thể là bác sĩ sẽ phát hiện những cái vấn đề khác của mình, ví dụ như sâu răng, sâu mớ chớp gì đó. Thì mình sẽ can thiệp sớm thì nó sẽ đỡ về sau này, đỡ chi phí và đỡ vấn đề là bảo vệ được cái mô răng của mình. Có nghĩa là chúng ta nên đi cạo vôi răng định kỳ từ 3 tháng, 6 tháng hoặc 8 tháng một lần, tùy theo cái độ vệ sinh của chúng ta. Và một cái nữa là khi mà chúng ta đi định kỳ như vậy á, thì bác sĩ sẽ khám và sẽ xem coi có cái vấn đề gì đó thì bác sĩ sẽ xử lý ngay, và chúng ta không bị những cái vấn đề nghiêm trọng để sau này mà chúng ta khi mà phải điều trị hoặc là một cái gì đó nó rất là ghê gớm làm cho chúng ta cảm thấy sợ hãi. Thì bác ơi, sau khi mà người ta vệ sinh răng hàng tháng như vậy đó, thì cái quy trình hoặc là cái cách làm sao để cho người ta ở nhà có thể giữ được cái hàm răng trắng sạch tốt đó bác? Thông thường thì mình nên chải răng sau những cái bữa ăn chính. Cái lần quan trọng nhất là tối trước khi đi ngủ. Thì tối trước khi đi ngủ thì mình chải răng là bởi lần đó quan trọng là bởi vì cái thời gian mình ngủ quá dài, vi khuẩn nó có thời gian để mà nó lên men. Một phần trước đây thì có một cái quan điểm sai lầm là sáng mình ngủ dậy mình có thói quen mình chải răng. Nhưng mà nếu mà trước khi ngủ á, mà mình chải răng rồi thì sáng mình không cần phải chải răng. Ồ được luôn hả bác? Không cần, tại vì mình đâu có ăn nữa đâu mà thì mình chỉ súc miệng thôi. Rồi khi mà mình ăn xong á, thì em thấy một số bác sĩ nha khoa là khuyên dùng chị nha khoa hoặc là dùng tâm, thì theo bác là mình dùng cái phương pháp nào là tốt nhất ạ? Tùy cái hình thái cái hàm răng của mình. Đối với những cái hàm răng mà bị trục núi nhiều thì bệnh nhân xài chỉ thật ra là không có lấy sạch hết. Mình xài tâm, nó cũng tùy thuộc vào thói quen của mỗi người nữa. Xài chỉ thì mình phải đòi hỏi là mình phải biết cách xài. Thường khi mình đi lấy vôi thì bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mình cái cách xài chỉ. Hay quá, nãy giờ bác Diễm chia sẻ. Vậy thì cái clip sau thì Dung sẽ làm một cái clip tiếp theo là hướng dẫn mọi người cách dùng chị nha khoa làm sao cho dễ nhất. Tại vì khi mà mình chia sẻ cái cách làm chị nha khoa rồi thì rất là nhiều khách hàng nói trời ơi nó khó dùng quá, không biết dùng. Thì cái clip sau cũng là cái clip mà chúng ta sẽ chia sẻ cái cách mà dùng chị nha khoa như thế nào cho nó tốt và cho nó dễ nhất cho mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình. Xin cảm ơn bác Diễm. Xin chào và hẹn gặp lại.